Hey, xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đây là chiếc điện thoại Huawei Mate 20 Pro. Thì có thể coi cái chiếc điện thoại này là một cái siêu phẩm mà gọi là hoàn hảo nhất trong năm 2008 này. Thì ở đây phiên bản của mình có là phiên bản màu Twilight. Thì theo như mình được biết á, thì trước đây mình cũng có tìm hiểu nhiều trên mạng thì hầu như tất cả các trang mà bán điện thoại khi mà các bán cái phiên bản mà Mate 20 Pro này á, thì đều chỉ có hai bản là màu xanh Emerald và màu đen Midnight. Nên tuy nhiên hôm nay thì mình đã thấy tình cờ lên website và mình thấy cái có cái màu Twilight này và mình đã mua ngay. Về việc mà mình mua ở đâu cũng như giá cả là bao nhiêu á, thì mình xin phép không tiết lộ để đảm bảo sự công bằng giữa các cửa hàng. Thì nhìn chung hộp thì màu nào cũng như màu nào thôi, hoàn thiện khá là ok. Thì seal ở đây xé ra cũng được, bên đây mình muốn cho đẹp hơn mình sẽ lấy chìa khóa mình rập theo cái mặt dưới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu mở hộp nhé. Đây, mình sẽ kéo nó ra. Mình thì chưa bao giờ mình mở hộp chiếc Huawei Mate 20 Pro nó riêng cũng như là dòng Huawei nói chung cả. Mình chỉ dùng mấy con điện thoại phổ thông thôi. Đây là đầu tiên mình mua một chiếc flagship. Rồi, để xem cho hộp chúng ta sẽ có những gì. Đây. Đây là chiếc máy Huawei Mate 20 Pro của chúng ta. Và điều mình mong đợi nhất đó chính là màu Twilight cực kỳ đẹp. Nó màu Twilight này Huawei đặt tên là Twilight, mà thật ra thì nó gồm cái mặt lưng này nó sẽ gồm có ba màu là màu xanh dương, màu tím và màu đen. Nó sẽ có hiệu ứng đổ màu như thế này, nó rất là đẹp và rất là nổi bật. Chiếc điện thoại này thì có cái màn hình kích thước là 6.39 inch, làm theo tỷ lệ 19.599, khá là thon dài nên là mình cầm tay á cảm giác khá là gọn và cầm rất là chắc tay. Nó sẽ cầm nó dễ chịu hơn nhiều so với chiếc Zenfone 3 Max 5.5 của mình. Thì trong cái sự kiện mà ra mắt cái dòng Huawei Mate 20 á, thì Huawei nó có ra mắt ba cái dòng là dòng Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X. Thì điểm khác biệt giữa ba dòng này chỉ là đến từ cái màn hình, và mình đã quyết định chọn cái Mate 20 Pro bởi vì mình thích cái màu sắc của cái tấm nền OLED và cũng như những cái tính năng, những cái công nghệ mới nhất mà Huawei đã mang vào chiếc điện thoại Pro, dòng Pro này. Thì những cái tính năng đó mình rất thích, ví dụ như là cảm biến gương mặt 3D, vân tay trong màn hình. Tuy nhiên thì mình cũng không thích ở cái dòng này, một điểm đó chính là nhà sản xuất đã bỏ đi cái jack 3.5 trên sản phẩm này rồi. Và ở đây mình sẽ lấy sản phẩm ra khỏi siêu để mà chúng ta hãy chiêm ngưỡng nó. Mình định là mình giữ lại cái siêu này luôn, nhưng mà để nó như thằng ta là chúng ta có thể giữ được cái siêu bằng cách để ra trang. Không được rồi, vậy là chúng ta bắt buộc phải xé cái siêu ra. Thì xé siêu thôi. Đây. Wow. Cái màu này đẹp hơn mình tưởng tượng nhiều các bạn ạ. Đây là đầu tiên mình được chiêm ngưỡng cái màu sắc này. Rất là sáng bóng và rất là nổi bật giữa đám đông. Wow, đẹp quá. Như một tấm gương vậy. Thì thật ra nếu như mà không có cái màu Twilight này á, thì mình dự định là mình sẽ mua cái màu xanh Emerald, bởi vì cái màu đen nó khá là nhàm chán. Và bản thân cái màu Emerald Green á, thì nó sẽ có những cái đường sạch, nó sờ lên sẽ sần sần sần, nó khá là khác biệt so với phần còn lại cái smartphone. Tuy nhiên thì hôm nay mình đã thấy Việt Nam đã có bán ra chính hãng màu Twilight này và mình đã quyết định ngay. Và là một sự quyết định không thể nào tuyệt vời hơn. Rất là đẹp. Do mình quay camera nó bị cái bóng này, bạn thấy điện thoại trên không? Là cái bóng cho nên là
màu không có được đẹp như là mình nhìn ngoài đời. Nhìn chung thì mặt trước chúng ta sẽ có một màn hình 6.5 inch, 6.39 inch, xin lỗi các bạn. Độ phân giải là 2K plus. Và đây sẽ có một cái tai thỏ. Thì so với lại M20 và M20X á, thì hai điện thoại đó nó có hình giọt nước thôi. Mà M20 Pro là có tai thỏ, bởi vì nó phải chừa chỗ để mà chứa cảm biến quét gương mặt 3D ở đây. Ở cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có phím tăng giảm lượng trùng màu với màu thân máy, và phím nguồn màu đỏ rất là nổi bật và cũng khá là hợp màu với cái màu xanh này. Và bên cạnh máy này các bạn nhìn, nó cũng có hiệu ứng đổ màu như mặt lưng vậy. Rồi, phía bên cạnh trái thì hoàn toàn không có gì cả. Phía cạnh trên chúng ta sẽ có một cái mic để lọc tiếng ồn. Và điểm mình rất thích đó chính là mắt hồng ngoại. Đây gần như là cái mắt hồng ngoại nè, camera đẹp nè, cũng như là vân tay trong hình đó, gần như là những yếu tố mình quyết định chọn chiếc M20 Pro này so với chiếc Samsung Galaxy Note 9, mặc dù mình là fan của Samsung rất là lâu năm rồi. Ở cạnh dưới chúng ta sẽ có một cái mic thoại chính, một cái cổng USB Type-C cũng như là một cái khe để lấy SIM, chip thẻ nhớ. Thì ở cái dòng M20 này thì Huawei đã đưa ra một cái chuẩn thẻ nhớ riêng cho mình, họ gọi là Nano Memory. Thì nó sẽ kích thước nó sẽ bằng chính xác với lại Nano SIM. Và cái khe SIM này á, nó sẽ chứa hai SIM Nano hoặc là một SIM một thẻ nhớ Nano Memory. Và các bạn có thể nhận ra một cái điểm khác biệt của chiếc điện thoại M20 Pro này, đó chính là hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của loa ngoài. Vậy loa ngoài nằm ở đâu? Chính là nằm ở chiếc cổng USB Type-C này, cái mà Huawei M20 không hề có. Mình sẽ để máy qua một bên, tôi bật nguồn lên nha. Các bạn thấy là cái điểm cộng của cái màn hình OLED đó chính là khi mà màn hình màu đen nè, màu đen rất là tiệp màu với cái viền luôn. Khi mà tắt màn hình đi á, cảm thấy như một khối đen liền mạch rất là đẹp. Mình sẽ để máy bên nha, chờ nó khởi động. Ở trong hộp này chúng ta còn có ba cái tem ghi là Huawei Mate 20 Pro Twilight, cũng như là số image của SIM 1 ở trên cái tem này. Rồi, nhấc cái khay đựng điện thoại ra. Đây, chúng ta sẽ có một cái hộp sách hướng dẫn sử dụng. Đây là phiên bản chính hãng của Huawei Việt Nam, cho nên là chúng ta có cả tiếng Việt trong cái sách hướng dẫn này. Và hầu như thì những người mua điện thoại về không ai đọc cuốn này. Ngoài ra chúng ta còn có thẻ bảo hành của Huawei. Và đây là chiếc ốp silicone trong suốt mà sản xuất đã tặng kèm khi mua máy. Thì mình thấy chất lượng chiếc ốp này khá là bình thường. Và mình nghĩ là xài một thời gian sau thì chiếc ốp này sẽ bị vàng và cái nó sẽ bị giãn ra, là sẽ không còn chắc chắn trong máy nữa. Khi gắn cái màu này, khi gắn ốp vào thì mình thấy cũng ok, vẫn đẹp, không vấn đề gì, và mình nghĩ là mình sẽ sử dụng chiếc ốp này. Rồi, bên trong hộp chúng ta còn có đó chính là một chiếc sạc Huawei Supercharger. Thì cái điện thoại này sử dụng chip Kirin 980 của Huawei chứ không phải là chiếc Snapdragon, do đó nó không hỗ trợ chuẩn quick charge của Qualcomm. Mà thay vào đó, Huawei đã sáng chế ra công nghệ là Supercharger. Thì cái củ sạc này có cái công suất là 40W với dòng ra là 10V và 4A, thì nó thấp hơn một xíu so với lại cái Super VOOC của Oppo là 50W. Đây là cái cổng, đây là cổng dây USB Type-C. Thì các bạn thấy là cái đầu dây á, cái đầu dây thì Huawei là màu tím này, ở cả hai đầu, đầu USB-A cũng như là cái đầu USB-C. Thì chỉ có dùng cái cáp sạc này nó mới hỗ trợ cho người Supercharger cho chiếc điện thoại của chúng ta. Và đây là chiếc tai nghe. Tai nghe thiết kế cũng gần y hệt như tai nghe của iPhone vậy.
Và tất nhiên rồi, chiếc máy không cộng 3.5 nên nó phải dùng sắt là USB Type-C. Và để cho chúng ta có thể thuận tiện hơn đối với việc sử dụng những loại tai nghe cũ, hoặc là chúng ta mất tai nghe để chúng ta mua tai nghe mới á, thì nhà sản xuất cũng kèm chúng ta một cái đầu chuyển từ USB Type-C sang cổng 3.5 này. Thì đây là cái điều mình không thích nhất của chiếc điện thoại Mate 20 Pro này. Rồi, như vậy là đã xong. Chúng ta hãy tất cả mọi thứ vào trong hộp. Ta cũng khám phá chiếc điện thoại này. Thì cái sức mạnh của chiếc Huawei Mate 20 này, Mate Pro này á, chính là việc nó sử dụng con chip Kirin 980, là con chip đầu tiên sử dụng, là con chip được thương mại thứ hai sử dụng tiến trình là 7 nanomet. Con chiếc điện thoại đầu tiên dùng vi xử lý tiến trình 7 nanomet đó chính là là chiếc iPhone 10S và 10S Max, 10SR vừa được Apple giới thiệu vào tháng 9. Hiện tại có thể nói chiếc điện thoại này á, nó được là chiếc điện thoại sở hữu cái bộ vi xử lý gọi là mạnh mẽ nhất cái thế giới Android hiện tại. Nhưng mà tuy nhiên phiên bản của mình ở đây, mình không biết là Việt Nam có phiên bản khác không á, thì nó dùng bộ nhớ trong là 256GB, do đó cái dung lượng RAM của nó chỉ là 6GB mà thôi, so với lại phiên bản bộ nhớ trong 256GB và bộ nhớ RAM là 8GB. Thì mình thấy đối với mình thì dung lượng RAM 6GB này là đủ dùng rồi. Bây giờ mình sẽ set up sơ cái máy. Mình thì mình thích dùng tiếng Anh hơn, nhưng mà ở đây mình chọn mình không thấy tiếng Anh đâu cả. Đây, dùng tiếng Anh Mỹ là Hoa Kỳ. Ủa sao lại tiếng Việt Hoa Kỳ? English. Sẽ chọn lại English sang Việt Nam. Ok. Vậy là ý nghĩa của nó là sử dụng tiếng Anh nhưng ở cái khu vực Việt Nam. Rồi, chúng ta sẽ vô. Đồng ý các điều khoản thì thường cái này không ai đọc cả. Next. Chuyển sim, gắn sim vào thì mình chưa gắn sim nên mình sẽ skip qua bước này. Ok, data import thì mình không có, next luôn. Mình sẽ kết nối vào wifi. Thì cái chiếc điện thoại Huawei Mate 20 Pro này nó được chạy trên cái nền điều hành giao diện EMUI của Huawei phát triển trên nền Android 9.0. Và cái bàn phím hồi nãy hiện lên như các bạn thấy á, là nó được cài sẵn phím Swipe Key. Có vẻ cái tần số quét của cái camera chiếc iPhone so với lại tần số quét màn hình của Huawei nó khác biệt, cho nên là các bạn thấy những cái sập dọc ở trên cái video. Tuy nhiên ngoài đời nó không hề có nhé. Mình sẽ đăng nhập vào tài khoản Google. Mình đặc biệt là rất là thích những cái điện thoại màn hình cong. Từ cái thời mà Samsung ra cái chiếc S7 á, thì xưa mình định mua cái đó rồi, mình không có tiền. Thì cũng may mắn là bây giờ mình có hôm sở hữu chiếc Mate 20 Pro này. Thì chiếc điện thoại này cũng sở hữu một cái màn hình cong, cả trước cả sau, này cong thật chứ không phải cong 2.5D nha. Thì mình khá là hài lòng. Ok. No thanks Huawei ID. Thì cái này mình sẽ setup sau. Cloud dùng sau luôn.
thì nãy mình có nói là chiếc điện thoại hỗ trợ cảm biến vân tay dưới màn hình. Mình sẽ setup thử cái fingerprint này. Pin thôi. Rồi mình sẽ bấm vào enroll fingerprint enroll. Rồi các bạn thấy là giữa màn hình này xuất hiện một cái biểu tượng vân tay đúng không? Mình sẽ chạm vân tay vào. Ồ, vậy là không phải đặt lên như cảm ứng, các bạn phải nhấn một cái lực nhất định xuống thì nó mới bắt đầu nhận. Ở đây đầu tiên là mình sẽ quét những cái điểm chính giữa, sau đó nó sẽ yêu cầu chúng ta di chuyển dần ra các cạnh. Điều này cũng giúp chúng ta có thể quét vân tay dễ dàng hơn. Rồi, tiếp theo chiếc điện thoại này cũng hỗ trợ Face Unlock luôn, mình sẽ setup luôn cái này. Đây, nó sẽ giới thiệu chúng ta cách nè. Chúng ta sẽ để yên điện thoại và quay vòng cái mặt như này khá giống với lại iPhone 10. Rồi, mình sẽ bắt đầu setup. Rồi, EMUI thì nó sẽ hỗ trợ một số cái service gì đây? Thì mình cũng không biết. Mình sẽ enable hết luôn, dùng cho sướng. Rồi, chúng ta đã khởi động vào màn hình chính của chiếc điện thoại này. Thì cái giao diện EMUI này nó là giao diện một lớp. Các bạn thấy là nó không hề có cái uproar bên trong mà toàn bộ được bày hết màn hình. Nó giống với lại giao diện gì? Gì của Xiaomi à? Tự quên mất rồi. MIUI à? MIUI đúng rồi. Và cũng như là iOS của Apple. Mình vừa mới setup xong cái cảm biến vân tay cũng như là cái gương mặt á. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm. Đây là mình khi tắt. Các bạn thấy cái biểu tượng vân tay nãy không? Đó. Chúng ta nhấn vô là mở. Khá là nhanh, tầm gần 1 giây. Và chúng ta để màn hình tắt như thế này, chỉ việc ghi nhớ cái vị trí vân tay á, các bạn chỉ cần cầm lên nhấn vào là sẽ mở khóa. Bây giờ mình sẽ thử dùng gương mặt nhé. Ồ, khá là nhanh, bạn thấy không? Mà đó, mở liền mặc dù mình đang không nhìn trực diện vào màn hình của nó. À, mình vào settings và vào đây EMUI của Huawei, tên model là Huawei Mate 20 Pro, EMUI 9.0 chạy nền 9.0 chạy nền Android 9 nè. Và chiếc này cũng hỗ trợ công nghệ Build Turbo của Huawei, nó giúp cho cái quá trình chơi game chúng ta nó ổn định mượt mà hơn. CPU Kirin 980, RAM 6 GB, bởi ở trong 128 GB. Cho phần giải màn hình 2K plus. Rồi, chắc xem các bạn update không. Ok, vậy là không, chưa có update mới cho chiếc điện thoại này. Mình sẽ vào khám phá tiếp một số cái tính năng nè. À, EMUI hỗ trợ uproar này các bạn. Sorry, vì đó giờ mình chưa dùng cái Huawei bao giờ. Đó, mình sẽ dùng cái Pro này. Đây, mình thích dùng kiểu này hơn. Nó vì mình có sở thích là mình không đặt bất kỳ ra màn hình gì cả, mình chỉ thấy cái hình nền thôi. Và khi cần app mình sẽ bấm vô đây, mình sẽ truy xuất app của mình. Ok, một điểm cộng cho cái giao diện. Để xem còn gì nữa không. Có vẻ hết rồi. À, còn một cái nữa là chúng ta sẽ có thể ẩn được cái thanh điều hướng bên dưới này. À,
mình vẫn đang tìm kiếm xem nó nằm ở vị trí nào. Mình thích phông chữ nhỏ này và màn hình nhỏ luôn, mà mình thích đọc được nhiều nội dung trên một màn hình. Đối với nhiều người thì nó khá khó chịu, nhưng mình lại thích, đơn giản mình thích thôi. Tự động quay tắt luôn. Hiện Huawei nó có sẵn cái này, tốc độ mạng nè, mình sẽ không cần cài cái phần mềm Internet Speedmeter nữa. Bạn có tùy chọn là Note hay không Note đó, bật tắt cái phần tai thỏ này. Ok, mình để Note luôn, nhìn cho nó tràn viền. Full screen display để sau đi. Rồi cái phần mình mong đợi là cái phần swipe kia mình chưa thấy đâu. Mình sẽ đi vào từng mục vậy. Ở battery thì cái Huawei Mate 20 Pro này á, nó có hỗ trợ một công nghệ, đó chính là sạc ngược không dây. Thì ở đây các bạn có thấy, nằm đây mình kể gần lại đây, wireless reverse charging, tức là nó có khả năng sạc không dây cho những thiết bị khác, hỗ trợ chuẩn chi. Smart cover mình không dùng thì mình tắt nó đi. Tránh chạm nhầm nè, chế độ dùng găng tay nè, chế độ dùng một tay nè, cái này là gì thì mình không biết. Vậy dùng cái ẩn, cái thanh điều hướng nằm ở đâu ta? Xin lỗi các bạn, thật sự là mình chưa bao giờ mình dùng cái sản phẩm của Huawei nào cả, nên mình hơi gặp một chút cái vấn đề khó khăn đối với cái việc mà cấu hình. Sao app notification display, mình nghĩ là nó nằm trong display theme. Để mình xem theme này thì ok, hỗ trợ cũng không nhiều thêm lắm. Mình sẽ mò sau. Wallpaper cũng vậy, khá là ít. Magazine unlock, mình nghĩ là những cái hình này nè nó sẽ thay đổi mỗi lần chúng ta khóa máy mở lại. Nói chung là mình không thấy ở đâu cả. Thôi thì thật tình cờ mình đã thấy rồi. Đây. Gesture. Thì tương lai là bây giờ là các điện thoại Android khác cũng dùng Gesture giống như iPhone vậy. Chúng Huawei nó hỗ trợ một số cái cử chỉ, ví dụ như là vuốt lên để về home này, vuốt lên là về home, vuốt lên giữ là đa nhiệm. Và bây giờ mình sẽ vào setting sao chẳng hạn, vuốt này là back nè, back nè, nhưng mà có vẻ như vuốt từ cạnh trái sang lại không được, nó không giống như MIUI. Đó, phải vuốt cạnh phải mới được. Xem vào system còn gì hay ho nữa không. Daytime mình dùng 24 giờ được lock nên phone clone không cần. Rồi hết rồi. Và là nhìn chung thì chiếc điện thoại của mình đã có thể sử dụng ok rồi. Rồi, nói chung thì đây là một cái bài mở hộp nhanh thôi. Mình cũng mới mở hộp lần đầu, cho nên là sẽ có nhiều sai sót. Mình sẽ cố gắng sử dụng chiếc điện thoại này một thời gian, mà sau đó sẽ review lại một cách chi tiết hơn, kỹ lưỡng hơn và chất lượng hơn cho các bạn. Rồi, vậy sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.